Chúng ta sẽ học bài hàng vào lớp trang 10. Bài 1 viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống. Ở cái cột đọc số này chúng ta sẽ viết chữ. Còn cột viết số là chúng ta sẽ viết số. Và các cột còn lại chúng ta cũng viết số. Ở đây ta đọc số là 48.119. 48.119 chúng ta phải viết, điền tiếp vào đây. Vậy ta sẽ viết số này là gì? 48.000 ta ngắt ra. 48. Ta viết số 48. 119 ta viết 119. 3 số 119 ta viết cách ra so với 48 một chút vì nó là lớp khác. Và ta nhìn vào đây. Lớp nghìn có 2 chữ số. Lớp đơn vị có 3 chữ số. Vậy thì hai chữ số này thì chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn là 8. Hay là 4. Hàng nghìn là 8. Tiếp theo đến lớp đơn vị có hàng trăm là 1. Hàng chục là 1. Hàng đơn vị là 9. Tiếp theo số này ta sẽ đọc như nào? 632.730. Hàng nghìn, lớp nghìn có đầy đủ các lớp luôn. Vậy thì số đầu tiên là hàng trăm nghìn là 6. Hàng chục nghìn là 3. 2 là hàng nghìn. Tiếp theo là lớp đơn vị, 7 là hàng trăm. 3 là hàng chục, 0 là hàng đơn vị. Tiếp theo số này người ta cho các lớp nghìn, lớp đơn vị có 300.000, 60.000. Hàng nghìn là 0. Đấy. Tiếp theo đến lớp đơn vị hàng trăm là 7. Hàng chục là 1. Hàng đơn vị là 5. Ta sẽ đọc số này là 360.715. Không biết là 7, biết là 7. Ai 715. Bài số 2. Viết vào chỗ chấm theo mẫu. Ta có ý A là mẫu. Trong số 876.325, chữ số 3 ở hàng trăm lớp đơn vị. Chữ số 3 đây, ở hàng trăm lớp đơn vị. Thì B, trong số 678.387, chữ số 6 ở hàng nào, lớp nào? Chữ số 6 đây. Ta đọc là 678.000, vậy là nó là 600.000. Nó thuộc lớp nghìn, đúng không? Và thuộc hàng trăm nghìn, vậy số 6 thuộc hàng trăm nghìn. Hoặc là nhìn đây ta thấy là cái lớp nghìn này nó có 3 hàng. Hàng thứ nhất là hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn và hàng nghìn, vậy đây nó sẽ là hàng trăm nghìn. Hàng trăm nghìn của lớp nghìn. Trong số 875.321, chữ số 5 ở hàng nào, lớp nào? Chữ số 5 đây. Ta thấy đây là hàng, đây là lớp nghìn. Gồm có hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn. Vậy số 5 này thuộc hàng nghìn. Hàng nghìn thì thuộc lớp nghìn rồi. Trong số 972.615, chữ số nào ở hàng chục nghìn, lớp nghìn? Vậy ta nhìn vào lớp nghìn đã. Lớp nghìn ở đây. Ba số này. Hàng nghìn đâu? Đây là hàng chục nghìn, đây là hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, đây là hàng nghìn. Vậy để hàng nghìn đây. Lớp chục nghìn là hàng nghìn, vậy là số chữ số 2. Ta điền số 2, chữ số 2 vào đây. Trong số này 873.271 thì chỗ số nào ở hàng chục và nó thuộc lớp nào?
Chữ số nào thuộc hàng chục, ta xem hàng chục ở đâu. Hàng đơn vị rồi hàng chục đúng không? Chúng ta có thể đếm ngược lại từ đường đây. Hàng đơn vị, hàng chục. Vậy hàng chục là chữ số 9. Vậy hàng chục là thuộc lớp, lớp đơn vị. Trong số này, 873.291 chữ số nào ở hàng đơn vị, lớp. Hàng đơn vị thì chắc chắn là thuộc lớp đơn vị đã. Hàng đơn vị, đây là hàng đơn vị, hàng cuối cùng của lớp đơn vị. Nó là chữ số 1. Bài số 3. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Ta có số, có các số đây. Người ta hỏi giá trị của chữ số 2. Ta thấy số chữ số 2 trong số này. Nó thuộc lớp đơn vị và nó ở hàng hàng trăm, vậy nó sẽ là 200. Giá trị của chữ số 3 trong số này. Ta đọc là 543.000. Vậy 3 này nó là 3.000, đúng không? Hoặc là ta nhìn đây ta thấy hàng lớp này thì có hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn và hàng nghìn. Vậy 3 nó thuộc hàng nghìn. 3 thuộc hàng nghìn thì nó sẽ là 3.000. Giá trị của nó sẽ là 3.000. Giá trị của chữ số 5. 543.000, vậy là nó là 500.000. Đấy, đây là lớp trăm. Lớp trăm nghìn. Hàng trăm nghìn của lớp nghìn. Hàng trăm nghìn, vậy thì 5 này nó thuộc hàng trăm nghìn, vậy nó sẽ là 500.000. 500.000. Đó. Tiếp theo chữ số này. Số này, số 2.254.316 thì chữ số 2, giá trị của chữ số 2. Chữ số đầu tiên. Chữ số này thuộc lớp nghìn và hàng trăm nghìn. Vậy nó sẽ là 200.000. 200.000. Chữ số 3 thuộc lớp đơn vị hàng trăm. Vậy nó sẽ là 300. Chữ số 5 thuộc hàng, đây là hàng trăm nghìn, đây là hàng chục nghìn. Vậy nó là 50.000, chính là 50.000. Giá trị là 50.000. Chữ số 2. Trong số 123.456 thì chữ số 2 này là ở hàng chục nghìn của lớp nghìn. Hàng chục nghìn có nghĩa là 20.000, chính là 20.000. Chữ số 3 thuộc hàng nghìn. Vậy nó sẽ là giá trị là 3.000. Chữ số 5 ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Số 5 thuộc hàng, chữ số 5 thuộc hàng chục. Vậy là 50, 50 chính là 50. Giá trị của nó là 50. Nếu như chúng ta không biết được giá trị của nó theo cách làm như vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ chữ số 5 này. Chữ số 3 này, đúng không? Giá trị là bao nhiêu? Thì ta cứ viết số 3, đúng không? Và sau nó là bao nhiêu số thì ta viết từng lấy số 0 vào. Có 1, 2, 3 số, ta viết 3 số 0 vào. Chữ số 5 chẳng hạn, giá trị là bao nhiêu? Ta viết số 5. Sau đó thấy sau nó có mấy chữ số? 1, 2, 3, 4, 5 chữ số, ta viết 5 số 0 vào. Tương tự như vậy. Ở đây, chữ số 2 ở đây. Giá trị là bao nhiêu? Ta viết số 2 ở đây. Và sau nó có 1, 2, 3, 4, 5 chữ số. Vậy thì ta viết 5 chữ số 0 vào. Đó. Nếu chúng ta không biết cách phân tích như trên, thì chúng ta cứ làm như vậy, đúng không? Chữ số 2 này cũng vậy. Đây, ta thấy 2. Sau số 2 là các số 1, là 3, 4, 5, 6, là 4 chữ số. Vậy thì nó có 4 chữ số 0 đằng sau. Ta sẽ viết số 2 và 4 chữ số 0 đằng sau. Số 3 cũng vậy, có 3 chữ số đằng sau. Vậy ta viết 3 số 0 đằng sau. Vậy nó sẽ ra giá trị đúng của nó. Bài số 4. Viết số thành tổng theo mẫu. Ta có mẫu 65.763. 65.000, ta đọc là 65.000 thì 66 này. Hàng lớp nghìn này nó có hai chữ số. Chữ số này là chữ số hàng chục nghìn. 5 là chữ số hàng nghìn. Vậy chữ số hàng chục nghìn, 60 nghìn sẽ là 60.000. Hàng nghìn là 5, vậy là sẽ là 5.000.
Hàng trăm là 7, vậy là 700. Hàng chục là 6. 60 chính là 60, cộng 13 đơn vị. Tiếp theo ta đọc là 73.541. Vậy 7 này là 70.000. 70.000 chính là 70.000. Cộng hàng 3 là hàng nghìn, là 3.000. Cộng 5 là hàng trăm, vậy là 500. 4 là thuộc hàng chục là 40. Cộng 1 là đơn vị. 6.532. Vậy thì hàng lớp nghìn chỉ có một chữ số hàng nghìn thôi. 6 thuộc lớp, thuộc hàng nghìn. Vậy là 6.000, giá trị là 6.000. 500. 32 thì 3 là thuộc hàng chục, vậy là 30. Cộng 2. 83.071. 83.008. Ta thấy 3 chữ số đó cuối cùng là thuộc lớp, lớp đơn vị. Tiếp theo 2 chữ số nữa là thuộc lớp nghìn. Thì lớp nghìn ta có 2 chữ số thì đây sẽ là chục nghìn, đây là nghìn. Chục nghìn thì 80.000 nó sẽ là 80.000. Cộng với 3 là 3 hàng nghìn, vậy là 3.000. Cộng với 0 trăm ta không cần viết, 70 là 70. Cộng với 1 đơn vị. 90.025. 90.000, vậy thì hàng số 9 này thuộc hàng chục nghìn. 90.000 chính là 90.000. Đúng không? 90.000 chính là 90.000. Cộng với hàng nghìn là 0, không còn viết. Hàng trăm là 0, không còn viết. 2 là hàng chục, hai chục chính là 20. Cộng với hàng đơn vị là 5.